Rồi. Chúng ta hôm qua có cái biến A, biến B, biến C tính chu vi và diện tích tam giác sau đó hiển thị. Một bạn đọc cho mình nhé. 3, 4, 5. Bạn ngồi dưới, bạn nhìn dương à? Đọc cho mình vậy này. Cái gì? Và V bằng A cộng B cộng C. Rồi. Constant và console log V chu vi hai chấm. Rồi tiếp, không thích tính bằng cái gì tính? Này đúng không? Sau đó console log là gì? Diện tích. Này đúng không? Rồi chạy thử nhá. Chu vi 12, diện tích 6 đúng không? Rồi, chưa hết. Cái này, để trước khi tính được chu vi, tức là cái đoạn bắt đầu từ cái đoạn này, trước khi tính được chu vi diện tích thì chúng ta phải kiểm tra xem nó có phải là tam giác hay không nữa, đúng không? Thì các bạn rất hay quên những cái việc như vậy, phải thỏa mãn đủ điều kiện thì chúng ta mới chạy. Thì chúng ta sẽ phải là if A cộng B lớn hơn C và A cộng C lớn hơn B và B cộng C lớn hơn A thì mới thực hiện cái này. Else thì hiển thị là document.write là không phải tam giác. Đúng chưa? Ví dụ tôi để là 4, 10, 5 chẳng hạn. Đúng không? Có thỏa mãn cái, không thỏa mãn cái A cộng C nhỏ hơn B này. Không phải tam giác, nó không tính ra cái kia. Được chưa? Thì chúng ta hôm trước chưa học cái này, chưa học cái đoạn L này đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tiếp. Học cái phép và chưa? Học rồi đúng không? Hôm qua có học phép và phép hoặc còn gì nữa. Chúng ta tiếp tục. Hôm trước chúng ta có nhắc lại này. Hôm trước chúng ta có biến, khai báo biến là va này, tên biến này, và có phép gá là bằng, có thể nó là bằng số này, bằng chuỗi này, bằng boolean, bằng mảng này, bằng null này, bằng undefined, rồi bằng object này, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đúng không? Được chưa? Thì là bằng, có thể là bằng những cái giá trị biểu hiện như này.
Sau đó chúng ta học đến cái các toán tử là phép cộng, phép trừ, phép chia, phép nhân, phép chia lấy dư. Và tiếp theo chúng ta học đến câu lệnh if, điều kiện. Nếu thỏa mãn điều kiện này thì những cái đoạn code nằm trong câu lệnh if, cặp dấu ngoặc nhỏ của câu lệnh if nó sẽ được thực thi. Nếu không thỏa mãn cái điều kiện thì nó sẽ chạy ngay xuống dưới, nó không chạy qua những câu lệnh nằm trong cặp dấu ngoặc này nữa. Thì đấy là những cái mà hôm qua chúng ta đã học. Và bên cạnh đó chúng ta có thêm học thêm toán tử so sánh. Toán tử so sánh của chúng ta có toán tử bằng, toán tử so sánh tuyệt đối, bằng tuyệt đối, khác tuyệt đối, lớn hơn bằng, lớn hơn, nhỏ hơn bằng, nhỏ hơn. Chúng ta có các cái toán tử piecewise là toán tử và. Toán tử và, toán tử ngoặc. Và hôm nay chúng ta có thêm một toán tử là toán tử phủ định. Phủ định. Ví dụ chúng ta có x bằng false. X bằng false như này đúng không? Và thì chúng ta sẽ điều kiện này sẽ chạy if phủ định của x. Câu này tương đương với x bằng false. Câu này phủ định của x mà thì tương đương với lại so sánh với x bằng false thì x ở đây mang giá trị bằng false rồi, cho nên là hai cái giá trị này nó sẽ bằng nhau, được chưa nhỉ? Đây là phép phủ định, cái phép này là phép phủ định. Nó không quá khó hiểu rồi. Nếu các bạn chưa quen thì các bạn có thể viết như này: x nếu mà x bằng false thì cũng được, không sao, được chưa? Nếu mà trong một câu lệnh thì chúng ta có nhiều điều kiện thì chúng ta áp dụng thêm phép hoặc và phép áo phép vá, phép hoặc ở đây, được chưa? Các phép vá và phép hoặc chúng ta cũng có thể là đặt trong cặp dấu ngoặc như này. Đó. Này nếu mà các bạn không, các bạn muốn phân biệt nó rõ ràng, được chưa? Tiếp tục về câu lệnh sẽ nhánh tiếp. Thực ra là toán tử còn, nhưng mà cái từ toán tử này vẫn còn ấy. Còn khá nhiều. Nhưng mà chúng ta thông thản là cái phép toán cơ bản trước. Tiếp theo này, chúng ta sẽ có những cái toán tử sau nữa. À, chúng ta có những câu hoặc câu lệnh điều kiện sau nữa. Nếu thỏa mãn điều kiện thì thực hiện block A, block đêm block code là khối code A. Thế cho thì chúng ta có câu if thỏa mãn điều kiện thì chạy cái block code A. Nếu không thì ra else. Nếu không thỏa mãn điều kiện này thì chạy block code B. Đây là phép nếu thì và không, nếu không thỏa mãn. Đây là nếu thỏa mãn thì chạy block A, nếu không thỏa mãn block A thì chạy block B. Được chưa? Ví dụ chúng ta có một cái biến 3 gender bằng male string như này đúng không? Chúng ta có if gender bằng male, bằng male thì hiển thị là đây là nam, hiển thị đây là nam. Else thì hiển thị là nữ, đúng không? Tức là với cái câu lệnh if else này thì chúng ta bắt buộc phải chạy một trong hai block code nằm ở đây. Được chưa? Không có chuyện là bỏ qua bất kỳ cái nào cả. Một trong hai sẽ được chạy. Giống như câu lệnh ở trên bảng, ở trên slide của chúng ta đây. Là nếu là tam giác thì tính cái này. Còn nếu không phải tam giác thì tôi hiển thị ra nó không phải là tam giác. Vậy thôi.
Xong chưa? Khó không? Khó cái gì này? Có mỗi nếu thì mà. Cứ nói nào mình biết vậy thôi. Xong chưa? Đi nhỉ? Tiếp. Đây là biến thể thứ mấy đâu? Biến thể thứ hai của mô hình if-else. Biến thể thứ hai rồi. Chúng ta sang biến thể thứ ba. If điều kiện 1 thỏa mãn thì chạy block A, B và A. L if điều kiện 2 B, B đây là B1, đây là B2. Cái này nghĩa là như nào gì các bạn? Dương. Nếu điều kiện 1 thỏa mãn thì chạy B1. Nếu không thỏa mãn điều kiện 1 mà kiểu thỏa mãn điều kiện 2 thì chạy B2. Còn nếu không thỏa mãn cả hai thì thôi cũng chạy. Thấy chưa? Đấy, biết không? Hiểu không? Biết không? Đọc như đọc sách giáo khoa luôn. Hả? Sao? Đúng rồi, là bài kia là cách này. Được chưa? Xong chưa? Vẫn quay trở lại với cái giá trị male, female. Chúng ta quy ước, chúng ta có 3 gender bằng 1. Chứ phải như này, không phải là male và female nữa. Các bạn kiểm, các bạn output cho tôi là nếu mà gender bằng 1 thì là nam, gender bằng 2 thì là nữ. Còn nếu mà không phải 1 cũng không phải 2 là giới tính khác, làm như thế này, mở rộng ra thêm một câu này, thêm một cái L vào đây. Nếu việc thỏa mãn điều kiện 1 thì chạy B1, thỏa mãn điều kiện không thỏa mãn điều kiện 1 mà thỏa mãn điều kiện 2 thì chạy B2, nếu không thỏa mãn cả 2 thì chạy B3, thì chúng ta cần phải chạy B3 để chúng ta có cái L. Đáng cái bài này, chúng ta có 3 gender bằng 1. Làm viết cho tôi câu là nếu thỏa mãn điều kiện gender bằng 1 thì giới tính là nam, nếu không thỏa mãn điều kiện 1 mà thỏa mãn điều kiện 2 giới tính là nữ, còn nếu không thỏa mãn cả 1 và 2 thì giới tính là khác. Chuyển tính ra ngoài nhanh.
Xong chưa? Cái này cái một chứ mấy. Không nhờ. Chưa nhá. Nhân tiện có hiểu cái này với cái này không? Cái này là cái gì? Hả? À? Cái này là comment. Nhắc rồi còn gì nữa? Đúng không? Comment. Comment nhiều dòng. Và gender bằng 1. Chúng ta có if gender bằng 1 thì hiển thị là document.write nam, else if gender bằng 2 thì document là nữ, else document right khác thì nó sẽ chỉ hiển thị một trong ba cái này, đúng không? Chạy thôi, đúng không? Được chưa? Nâng cấp lên, chúng ta có gender bằng prompt. Hôm trước tôi dạy cái prompt rồi, đúng không? From message bằng giới tính của bạn là, giới tính của bạn. Yeah, chúng ta 2 này thì là nữ này, 3 này thì là khác này, 1 thì là nam. Xong chưa? Được chưa? Bây giờ phân chia cho tôi coi. Được chưa nhỉ? Đấy là cái if else. Vẫn còn một biến thể nữa, nhưng mà từ từ cái đấy từ từ hãng học. Còn toán tử ba ngôi nữa, chưa học. Chúng ta có một cách khác. À không, cái đấy kia chỉ là nam nữ thôi. Rồi. Sau khi nhở, đây là cái bài toán thứ hai của chúng ta, là bài giới tính. Chúng ta có những cái... Thế là tạm thời hòm hòm về cái câu lệnh dễ nhánh. Có nào thắc mắc gì về dãy nhánh không? Tiếp theo này, chúng ta quay trở lại toán tử cộng trừ nhân chia. Vẫn còn những cái thứ khác nữa, chúng ta học nốt. Đây là var x bằng 5. Được chưa?
console.log ra x cộng cộng. Bây giờ x bằng mấy? Hai lần luôn. 6. Được. Xem nhá. Đây tôi sẽ bỏ cái này đi chính xác. X giờ bằng mấy? 6 đi. Tại sao một cái bằng 5, một cái bằng 6? Đấy. Vì sao cái này bằng 5? Không hợp lý. Anh nhìn nào. Hả? À? Chưa thấy ai giải thích tử tế cả. Wow. Từ từ, thứ nhất này. Trước hết, x cộng cộng tương đương với lại x bằng x cộng 1. Được chưa? X bằng x cộng 1. Tuy nhiên, tại cái dòng xảy ra cái x cộng cộng này, tại cái dòng xảy ra cái x cộng cộng này thì cái phép cộng đấy chưa được thực thi. Được chưa? Tại cái thời điểm chúng ta viết x cộng cộng ấy, thì cái biến x chưa được cộng thêm một giá trị. Mà sau khi kết thúc cái dòng lệnh có chứa x cộng cộng thì x mới được cộng giá trị. Được chưa? Được chưa nhỉ? Đó. Thì thế cho nên là ở tại cái thời điểm console log x cộng cộng này thì x vẫn bằng 5. Và sau cái dòng này thì x nó được thực thi là x cộng cộng, tức là cộng 1 vào, thì nó mới hiển thị là x bằng 6. Được chưa? Bây giờ tôi có thêm cái này bằng mấy? Có được viết như này không? Không à? Tại sao lại không? Vẫn bằng 13 bình thường. Ai bảo không? Nhưng mà các bạn sẽ rất hay bị lừa cái này nếu mà không để ý. Đó là nếu mà 8 cộng với x tại thời điểm này này thì là x vẫn mang giá trị bằng 5, cho nên là kết quả vẫn bằng 13. Được chưa? Và ở dưới này x nó mới được cộng thêm 1 thì nó sẽ bằng 10, x nó sẽ bằng 6. Nhưng bây giờ tôi lại cộng tiếp 7 thì bây giờ bằng bao nhiêu? 13 ở đâu? Ở đâu? 13 ở cả hai dòng. Khổ lắm. Được chưa? Không, tiếp cộng tiếp. X cộng cộng. Sau đó console log x hiển thị những cái giá trị nào? 13, 18. Tại sao cái thứ hai lại bằng 18? Cái thứ hai x bằng mấy? Cái dòng thứ hai tại thời điểm dòng thứ hai x bằng mấy? 6, 6 cộng 7 bằng bao nhiêu? 13 cộng 6 bằng bao nhiêu? Thế tại sao lại phun ra 18? Đấy, có mỗi phép cộng thôi. Sắp điên rồi. Bọn này sắp ngu hết cả lớp. Đây nha, cái này thì bằng 13 rõ ràng đúng không? 8 cộng 5 bằng 13 rõ ràng đúng không? Cái này là bằng mấy? 6 cộng 7 là bằng 13. 13 cộng tiếp với 6 thì bằng 19. Dưới này bằng mấy? 7, ừ đúng rồi. 18, chết mất rồi. Tiếp tục. Có chạy được không? Vì sao không? Biết đâu 3 dấu cộng thì lần x cộng 2 nhá. Vì nó không có. Tao giải thích đi. Đấy là x cộng 1 cộng x cộng 1.
Đấy, tại sao bằng 26? 6 cộng 7 cộng 6 là bằng bao nhiêu rồi? 19. 25 chứ, 25. Nào, lại thích đi. Giờ nó mới đau đầu ấy. Tại sao lại bằng 26? Nhìn mặt đần độn rồi, ngu rồi. Nào, 6 cộng 7 bằng 13 này. 13 cộng 6 bằng 19 đúng không? Thực thi xong cái việc cộng 6 này, nó sẽ cộng 1 lên. Đến lúc này x mang giá trị bằng 7. 19 cộng 7 bao nhiêu? 26. 26 xong rồi đến 7 bây giờ cộng 1 lên bằng bao nhiêu? Đây là 8. Đúng chưa? Cộng tiếp. Yes. Giờ x bằng mấy? 3 luôn các bạn. Trong bọn này đần độn rồi, ngu rồi. Bắt đầu ngồi lần. 26 cộng 8 bằng bao nhiêu? 34, bây giờ x thì cùng bằng bao nhiêu? 9. Thật 9 không? Không phải 9 thì là 10, thế vậy thì sai bố rồi. 9 hoặc 10. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 cái gì mà 10? Ôi giời ơi. Bình tĩnh lại chưa? Cho nghỉ khoảng 5 phút để yên ổn lại cái não nhá, không bị nhún hết rồi. Đây là có mới có một cái nha. Mới có một cái thôi nha. Tí nữa chúng ta làm loạn lên. Bây giờ chúng ta đang có chú thích vào đây nhá. Toán tử. May mà hôm qua không dạy cái này. Dạy cái này chắc về hẻo luôn. Toán tử x cộng cộng tương đương với x bằng x cộng 1. Thấy chưa? Nhưng mà tại thời điểm viết thì chưa thực thi. Xong chưa? Ngược lại với x cộng cộng thì chúng ta có cộng cộng x là cũng tương đương với x bằng x cộng 1. Tuy nhiên là thực thi trước khi thực thi tại thời điểm viết luôn. Xong chưa? Có cần thời gian tiêu hóa không? Cần bao lâu? Tiếng á? Phải làm một tiếng ấy. Đi về luôn đi. Đuổi thẳng cổ ra ngoài kia lau nhà vệ sinh. Vào nhà vệ sinh nữ lau đi. Được chưa? Xong rồi. Bây giờ chúng ta có cái này không? Có cái này không? Không. Được không? Tôi đang hỏi chúng ta thử tưởng tượng các bạn phải biết đọc, làm lập trình phải biết đọc. Có thì nó bằng bao nhiêu? Có nó sẽ bằng 2, còn không có thì nó sẽ không có gì. Sao lại bằng 2? Bằng 6 cộng 2 thì không nhìn thấy ạ, không nhìn biết bằng 5 thì bằng 6 thì 2 nào? Bằng 7. Cái này bằng cái gì? Bao nhiêu người bảo không chạy giữa tay? Nhiều phết nhỉ? Rồi. Đếm với bao nhiêu? Dương đếm đi. Không, tôi chỉ ví dụ thôi. Đếm với bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Thầy giơ tay nốt đi. Đây thằng này nữa. 8. 8 đứa, ôi nhiều thế. Chắc chắn là không chạy. Láo này thì nó bắt lại mình làm sao. Như thế này thì mày người còn ngu nữa là phải. Đấy là cái phép này không có nhá. Chúng ta chỉ có phép này thôi. Giờ hiển thị như nào? Hiển thị như hai dòng bằng 6 luôn. Được chưa? Xong chưa? Nó lại quay trở lại bây giờ cộng 1 cái. 8 cộng. Đấy là bỏ 14 giữa tay. 2 đứa, 3 đứa, 4 đứa. Hết chưa? 1, 5 đứa. Kinh nhở. Sao? Chúng ta không có 3 phép cộng cho cái phép này. Thế nếu tôi vẫn muốn cộng thì tính sao? Chạy không? Được chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ có là 8 cộng, cộng 6 bằng 14. Và hiển thị ở dưới nó vẫn bằng 6. Xong chưa? Thế nếu tôi viết như này có được không? Được thì hiển thị như nào? Cái này được. Cái này cộng cộng cho cái gì? Đúng không? Cái này các bạn không thấy nó cộng cộng cho cái gì? Đây là một toán tử này, đây là một biểu thức này. Các bạn cộng cộng cho biểu thức thì nó thành cái gì? Đúng không? Lưu ý nhá. Rồi sau này ra ngoài đời đừng để con nào nó lừa với những mấy trò như này nhá. 1 cộng 1 chỉ bằng 1 bằng 2 thôi chứ đừng có 1 cộng 1 bằng 3 là phiền đấy. Ờ, nhìn thằng Dương là dễ bị lừa. Chúa tể của những chiếc vỏ. Rồi, xong chưa? Đã có cộng cộng thì chúng ta sẽ có trừ trừ. X trừ trừ tương đương với x bằng x trừ 1 thì nó giống như con trên này. Đây tôi thay cái này thì bằng trừ trừ cộng x trừ trừ. Thế nên hôm trước tôi vẫn chưa dạy chắc điền mẹ hết. Nam ơi, tôi cho ông được hai này. Rất kiểu to mồm, cãi rất kinh. Mỗi tôi cộng ngu. Đây là 8 này, 8 này, cộng mấy? Cộng 8 cộng 5 là 12 à? Ở dưới nó là 4 này. Hai thằng này sắp điên rồi. Được chưa? Chạy rồi. Rồi, cộng tiếp. X cộng cộng đâu không mấy? Ta ở không ra, cái này có lịch mà. Tại 17, tại sao 17?
8 cộng 5 cộng mấy? Cộng 5 tiếp ạ. Sao trừ không? Đâu. Phải là 8 cộng 5 cộng 4. 8 cộng 5 cộng 4 thì bằng 17. Đúng không? Thế còn x ở dưới cùng của mình. Tiếp tục. Nên tôi viết nhầm cái dấu này. Rồi, tính đi, còn bao nhiêu? Con này dốt thế. Đấy, phép toán hôm nay là đến đây đúng không? Kết quả bao nhiêu? 17, 17 cộng thêm 5 trừ 5 trừ 1 bằng mấy? Thế là 17 cộng 4. 21 là kết quả dưới bao nhiêu? 4 đấy. Nào bắt đầu khôn rồi đấy, bắt đầu nhanh hơn tí rồi, đỡ sai rồi. Đó. 18 3 3 hả? Tiếp. À, tại sao giải thích cho tôi cho nó bằng 15 mươi nào? 21 trừ 6 ai bảo là 21? Bằng này là 17 này, đúng chưa? Cộng với mấy? 4 bằng 21. 21 thì đây là bằng bao nhiêu? 6, 21 trừ 6, 15. Là gì ngu chưa? Tiếp. Cho một dãy toàn cộng trừ này ngu vậy. Tại sao lại là 12? Nãy đang là 15, bây giờ chấp cộng vào, sao lại giảm đi? Nó phải tăng lên. Không cộng trong hoặc thì nó phải tăng lên. Cộng trong hoặc thì nó phải giảm đi. Đúng rồi đấy, khôn rồi đấy. Bởi vì cái này nằm trong hoặc mà. Thì nó sẽ bằng tổng của cái này trừ đi tổng của cái này. Còn gì nữa? Đúng còn gì nữa? Chết mất thôi. Cái này không tính một được đâu. Tính nhầm thì thôi. Chứ còn những cái khó như này không tính nhầm được đâu. Xong chưa? Tiếp theo chúng ta
chúng ta có toán tử là x cộng x cộng bằng 5 chẳng hạn. Được chưa? Tôi sẽ tạm thời comment ngay vào cho đỡ đau đầu. console.log x bằng x cộng 5, x cộng 6 đi. Bây giờ x bằng mấy? Gầy. Nếu cộng cộng là cộng 1 thì nó phải có phép cộng bằng, thì bằng nó, chính nó cộng với một giá trị sau dấu bằng. Đây là 5 cộng 6 mười mấy? Mười mấy? Học xong này ngu mấy người. Thấy chưa? Ông 11. Tương tự như vậy thì chúng ta có ví dụ như x bằng đúng rồi, chuỗi mà em phân chuỗi mà thì đây bằng 56 này, không nhầm được. Vấn đề là gì? String thì không áp dụng cái phép cộng cộng. Dạ. Yeah. Nếu tôi viết trừ trừ có được không? Thấy không? Bao nhiêu? Đó là 565 à? Sao? Nó vẫn là string mà. Nếu mà tôi thêm trừ trừ x trừ trừ vào đây thì sao? Giờ x bằng mấy? Sao? Nếu mà cộng cộng lên thì nó sẽ vẫn bằng 565 đúng không? Ồ, nên 566 luôn này. Ồ, cái này nó lên. Không, được rồi, được hiểu rồi. Tôi nhầm. Nếu mà như này nó lên 566 này. Bởi vì khi mà chúng ta thực hiện phép cộng ở đây nó là chuỗi, nó sẽ chuyển x sang chuỗi. Cho nên là x nó sẽ không có tác dụng của cái trừ trừ này. Nó sẽ bằng 565. Sau đó khi chúng ta xuống dưới này chúng ta cộng cộng thì nó sẽ ép sang kiểu toán học. Kiểu toán tử toán học, cho nên là nó sẽ đưa cái chuỗi này về số và nó cộng một đơn vị lên thì nó sẽ bằng 566. Yeah. Tương tự như vậy chúng ta có phép trừ ở đây. Cái bài này rất là khó và phức tạp, cho nên là chúng ta rất dễ bị nhầm. Nếu mà sau này các bạn đi phỏng vấn mà người ta test ấy, đến 70% sẽ có một cái bài toán kiểu như thế. Thật mà.
đến 70% sẽ có một cái bài toán mà nó cộng cộng hoặc là trừ trừ cái gì gì đấy ở trong cái này, ở trong cái lời giải sẽ phải có. Xong chưa? Rồi tiếp tục, chúng ta đã có phép cộng bằng, chúng ta có phép trừ bằng. Trừ bằng, có phép nhân bằng, có phép chia bằng không? Không. Thử nhá, tôi có 5 x bằng 10, x chia bằng 2, bây giờ x bằng mấy? Năm x chia bằng 2 nữa mấy? 2,5. Thì chúng ta có phép chia bằng, có phép chia lấy dư bằng không? Có. Đấy là những cái cộng bằng, nhân bằng, chia bằng. Đấy mới toán tử đấy. Chúng ta bắt buộc phải nhớ hết những cái này để sau này còn áp dụng. Xong chưa? Bây giờ làm bài giải phương trình bậc 2 cho tôi chưa? Hôm trước làm xong rồi à? Rồi, tiếp theo thì làm bài gì ra tả? Rồi, vậy chúng ta sang phần tiếp theo. Đó là kiểu dữ liệu nó phức tạp hơn những cái kiểu số, kiểu chữ của chúng ta. Chúng ta sẽ sang dạng mảng. Array.html. Nốt lại đi nhá, không lại quên đấy. Để tôi kiếm mấy bài tập. C. Không có bài tập à? Rồi, chúng ta có mảng. Thì một mảng giống như hôm trước tôi nói là nó là một cái tập hợp. Nó một tập hợp. Nó giống như một cái đường ống ấy, bao gồm các cái phần tử được xác định bởi các cái vị trí của các phần tử đấy nằm trong cái đường ống đấy. Thì chúng ta có cái câu lệnh khai báo mảng như sau: var arr. Đây là tên biến thôi nhá, các bạn bảo là cái gì đặt bằng. Đây là một cái mảng. Bây giờ một cặp dấu ngoặc vuông là quy định cho một cái mảng. Hoặc new array đóng mở ngoặc nha. New array như này. Các bạn thích viết kiểu gì thì viết, một trong hai cách này đều được. Như tôi lười viết nhiều, tôi viết cách thứ nhất. Được chưa? Các cái mảng này, cái mảng này sẽ có các cái phần tử là 1 này, 5 này, T3H này, false, null, someone. Rồi thậm chí nó chứa một cái mảng khác. 2, 4, 6, 8. Đấy.
Các bạn thấy nó tùm lum không? Không nha. Các bạn console log ra đi. Chúng ta không document write được cái này ra được nhá. Với mảng các bạn lưu ý này, với mảng chúng ta không document write được. Thấy không? Nó chẳng ra cái gì cả. Ông có nhầm đây là array. Ô ra này. Ra nhưng nó ra không hợp lý đúng không? Nó không ra chi tiết. Nó chỉ ra các cái phần tử thôi. Còn nếu chúng ta được console.log, các bạn coi nó sẽ rất là chi tiết ở trong này. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa? Document vẫn được nhưng mà nó sẽ bị lỗ. Nó không rõ ràng, nó chỉ chuyển thành một cái mảng, một cái chuỗi thôi. Còn chúng ta khi mà console.log chúng ta nhìn thấy có gì? Nhìn những cái số này không? Những cái số bên này người ta gọi là những cái số index. Index hay còn gọi là số thứ tự của phần tử nằm trong mảng. Các bạn gọi cái này này là phần tử thứ nhất, phần tử thứ không, phần tử số 0 ở trong mảng, đó là phần tử đầu tiên. Phần tử thứ nhất, phần tử số 1 ở vị trí, đây là vị trí số 0, vị trí số 1, vị trí số 2, vị trí số 3, 4, 5, 6. Được chưa? Đây là các cái vị trí của chúng nó ở trong cái mảng ARR này. Được chưa? Các bạn chưa quen thì nó sẽ hơi khó một chút, nhưng mà chúng ta bắt buộc phải quen thôi. Thằng của nợ kia đi ra ngoài nghe điện thoại đi. Được chưa? Đây là quy định, đây là cách tạo ra một mảng và gán giá trị cho nó ở trong cái bằng JavaScript thì là như thế này. Chúng ta coi nhá. Bây giờ chúng ta tiến hành lấy phần tử thứ nhất ra ngoài thì chúng ta có gì? ARR ở vị trí thứ nhất hiển thị ra nó bằng mấy? Đúng số 1 không? Lấy chữ T3H này thì phần tử thứ mấy? Có index số mấy? 2. Được T3H chưa? Tiếp theo lấy cái null này ra thì bằng phần tử thứ mấy? Null 4. Được chưa? Phần tử someone thì bằng mấy? Yeah. Đây là lấy một phần tử theo vị trí của nó trong mảng ra ngoài. Được chưa? Cái này khá là phức tạp cho nên các bạn bắt buộc phải làm quen. Bây giờ các bạn tiến hành console log cho tôi tất cả các vị trí. Tất cả các vị trí mà các bạn nhìn bằng mắt nhé. Ở vị trí số 1, số 2, số 5 và số 6, console log hết những cái vị trí đấy ra ngoài cho tôi. Ngay lập tức. Console log những vị trí số 2, số 3, số 5, số 6 ra ngoài.
Ra chưa? Xong chưa? Ờ, con số log từng cái là một thôi mà. Đây, con số log ARR ở vị trí số 2 này thì nó bằng 5 này. Đây đúng không? Số 2 này thì bằng 5 này, à bằng 2 này. Tiếp tục ra cái 3 đúng không? 3 này. 5 6 đúng không? 5 6. Đơn giản này thôi. Đâu có cần nhiều đâu. Được chưa? Các bạn xem cái thằng số 6 nó lại là một cái mảng nữa. Để lấy phần tử, ví dụ tôi lấy phần tử số 4 này ra thì sao? Các bạn để ý này, cái 6 này nó là cái mảng này. Giờ tôi muốn nó lại thằng ở trong cái mảng này lại có 0, 1, 2, 3, lại có thêm nó chính cái phần này nó là một cái mảng đúng không? Tôi chỉ cần lấy ra phần tử ở vị trí số 1 của nó ra, nó ra số 4. Được chưa? Đây là mảng trong mảng. Thì cái đấy tí nữa chúng ta nói chuyện đến. Thì đây là các bạn cứ làm quen với cái việc là lấy phần tử trong mảng ra ngoài đã. Được chưa? Lấy phần tử dựa theo cái số index của nó lấy ra ngoài. Được chưa nhỉ? Rồi. Quen chưa? Tí về quên hết rồi xem. Đi chứ nhỉ? Tiếp theo này. Các bạn coi nhá. Chúng ta vẫn console log ở vị trí index bằng 2 đi. Bây giờ này, ARR. Hiện tại vị trí số 2 nó bằng T3H này đúng không? Rồi, ARR ở vị trí số 2 nó sẽ bằng là 1000. Bây giờ output ra bằng cái gì? 1000. Và ARR output ra cái ARR trước và sau khi gán. T3H ở trên và 1000 ở dưới. Thì cái phép này là phép gì? Cái phép kia là phép gì? Gán giá trị cho phần tử dựa vào index nằm trong mảng. Thấy chưa? Nếu mà cái phần tử đấy nó có giá trị rồi thì sao? Thay thế giá trị cũ. Nếu mà phần tử này chưa có, ví dụ ở đây chúng ta đang có đến 6 đúng không? Đang có đến 6 đúng không? Index đến 6 là lớn nhất đúng không? Chúng ta gán cho nó bằng 9 thì sao? Có được không? Ai bảo không được? Vẫn được cái này. Thấy không? Vị trí index số 9 nó vẫn mang giá trị. Nhưng mà số 7, số 8 thì không có tồn tại. Cho nên nó để đây là undefined x2. Là không có, chưa được định nghĩa. Có vậy thôi. Xong chưa? Đấy. Thì là về cái index. Đấy nhỉ? Bây giờ các bạn tìm cho tôi ở trong cái mảng này. Tôi, các bạn làm bằng tay nhá, chứ chưa cần là phải chạy kiểu logic đâu. Các bạn chuyển hết những cái phần tử. Chuyển kiểu này này. Chuyển kiểu ARR bằng ở vị trí số mấy ấy, bằng giá trị khác ấy. Được chưa? Cứ cái phần tử nào là số chẵn thì chuyển sang thành, thì chuyển nó thành cộng cộng. Tôi không biết làm nào. Cứ chuyển nó thành cộng cộng để cho nó tăng lên thành số lẻ. Đang là số lẻ để tăng lên thành số chẵn. Đưa tăng một đơn vị. Còn cái nào bằng false hoặc bằng null thì ghét cho nó bằng 0. Thử làm đi, làm bằng tay. ARR ở vị trí số mấy bằng. Làm lệ vậy là được rồi. Làm đi. Cái số lẻ, số lẻ thì chuyển thành số chẵn. False và null thì chuyển thành 0. Làm đi.
Cứ cái nào là số chẵn, à số lẻ thì chuyển nó thành số chẵn. Không, số giá trị. Giá trị. Cái giá trị. Chữ thì để kệ nó. Đúng làm đúng yêu cầu thôi. Phone. Phone cứ đọc. Tự tin không phải đọc tự tin lên. Nghe tôi đọc xong cứ đọc như nào cũng đọc y như vậy. Phone. Đấy. Đấy là sao? Nói tiếng Anh thì mình phải tự tin trước rồi mình mới nói được. Có nhập. Có. Cũng dễ đúng không? Cứ đúng theo những cái index của nó mà có thế thôi. Bọn nó làm cái gì cũng cứ dầm vậy. Dương sang đẹp loạn chứ. Bảo chúng nó bé mồm. Bên này bên kia. Những cái cà đầu. Ê chị. Xong chưa? Nào, chữa nào. ARR số 1 này ở vị trí số mấy, index số mấy? 0. Thì sao? Cộng cộng là xong. Nó giá trị mà cộng lên là xong, có gì đâu. Số 5 bằng bao nhiêu? Số mấy? 1. Cộng cộng lên. Phone này ở vị trí bao nhiêu? 0, 1, 2, 3. ARR ở vị trí số 3 thì sẽ bằng 0. ARR ở vị trí số 3 đây là 4 đúng không? Cũng bằng 0 nốt. Thế xong. Đúng chưa? Đấy, có thế thôi. Để phép gán chuyển giá trị của một cái phần tử trong mạng thành một giá trị khác.
Được chưa? Mới tiêu hóa toàn bộ kiến thức từ nãy giờ đi ạ. Rồi trực tiếp. Để làm lúc nha. Không, 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 không
Sao mảng có gì khó? Kiểu dữ liệu này cũng đơn giản đúng không? Chẳng qua nó có thể chứa được các loại kiểu dữ liệu khác vào trong các cái phần tử của nó không? Chứ không khó. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta đến với đề lần đến cái thằng này. Đây là thuộc dạng gì? Mảng trong mảng. Nếu mà sau này chúng ta gặp cái loại này ấy, thì chúng ta có thể gọi nó là mảng đa chiều. Bởi vì nếu chúng ta để ý này, nếu trong cái mảng này của tôi xuất hiện là 2468 là một phần tử, và một cái phần tử nữa là 13579 như này chẳng hạn, thì để lấy ra phần tử mảng 2468 này thì chúng ta có ADR ở vị trí thứ mấy?
một gì không nhá. Yeah. Và bây giờ lại lấy tiếp ra phần tử số 8 này thì lại là mấy? 3. Đúng chưa? Đó. Đây là mảng, mảng này là một chiều. Một chiều này. Chiều này là chiều thứ hai này. Nếu mà bây giờ thay số 8 lại bằng một cái mảng nữa, 1 2 3. Đấy là số 2 này là phần tử số mấy? 1. 1. Đây là phần mảng đa chiều, đến đến tầm này là 3 chiều rồi này. Sau này cái mảng này nó có thể giúp chúng ta làm ma trận. Nhưng mà chẳng mấy khi dùng đâu. Rất ít khi dùng, thì chúng ta chỉ cần biết là có thể là truy cập những cái phần tử mảng trong mảng nó như thế nào mà thôi. Được chưa? Lưu ý nhá. Vậy thôi. Xong chưa? Xong chưa? Thông cái mảng này chưa? Tiếp theo này. Chúng ta để lại 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3. Đây là các phần tử trong mảng này đúng không? Tiếp theo này. Chúng ta đến với một cái khái niệm nữa. Đó là khái niệm vòng lặp. Vòng lặp nhé. Vòng lặp. Bây giờ tôi chỉ muốn chạy một cái câu lệnh mà hiển thị được hết tất cả các giá trị trong mảng này, từng phần tử một, thì tôi phải chạy qua những cái phần tử. Tôi phải viết như này đúng không? Tôi viết như này đúng không? Console log ra cái ARR ở vị trí thứ nhất này, 0, 1, 2, đúng không? Cứ phải lốc như này ra từng cái một thì nó rất là vất vả. Được chưa? Thì chúng ta có thể dùng vòng lặp để viết một cái, để hiển thị từng cái phần tử ở trong mảng này ra một. Thì chúng ta đến với cái loại vòng lặp đầu tiên là loại vòng lặp for. Đây là cú pháp của vòng lặp for cơ bản. Nói sâu hơn về vòng lặp, chúng ta có hai loại vòng lặp chính. Nếu mà để phân loại ấy, chúng ta có hai loại vòng lặp. Chúng ta có hai loại vòng lặp. Loại đầu tiên là loại vòng lặp biết trước số lần lặp. Loại đầu tiên là bạn biết trước số lần lặp. Ví dụ như cái vòng lặp dạng for này là chúng ta biết trước này. Vì sao biết trước? Bởi vì chúng ta chạy, chúng ta có thể đếm được ở trong cái mảng này có bao nhiêu phần tử không? Có đúng không? Cho nên là nó chỉ lặp bằng mấy lần thôi, lặp đi lặp lại bằng mấy lần thôi. Loại thứ hai là loại không biết trước số lần lặp. Nó cứ thế nó chạy. Chúng ta sẽ dần dần đến với cái kiểu như thế này. Đầu tiên chúng ta lấy ví dụ với vòng lặp biết trước số lần lặp là vòng lặp for, nhưng mà nó là for tiến. For tiến bởi vì các bạn nhìn thấy ở đây nó có y cộng cộng này. Được chưa? Thì chúng ta có cái gì? Đầu tiên vòng lặp cú pháp nó sẽ là for này. Đóng mở ngoặc, đây là biến khai báo, biến đầu tiên, khai báo biến đếm. Sau đó đây là điều kiện để vòng lặp tiếp tục chạy. Sau một cái vòng lặp chạy xong thì nó sẽ thực hiện y cộng cộng, tức là cộng thêm một phần tử lên. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta có gì? Console.log ra mảng ARR ở phần tử thứ y. Và ở đây chúng ta đếm nó có bao nhiêu phần tử? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 phần tử đúng không? Thì chúng ta có thể là y nhỏ hơn 11. Được chưa? Vì sao y nhỏ hơn 11? Bây giờ chúng ta coi y này. Rồi nha, xem nha. Nó chạy ra cái gì nha. Các bạn thấy gì? Từ 0, nó đếm từ 0 đến 10, tức là thỏa đầu tiên y bằng 0 này. Nếu
dịch cái vòng lặp là như này này. Đầu tiên khai báo biến y bằng 0. Nếu y nhỏ hơn 11 thì chạy vào vòng lặp này. Đầu vòng đầu tiên là y bằng 0. Bởi vì y nhỏ bằng 0 thì nhỏ hơn 11 mà. Đúng không? Thì chạy vào y bằng 0 lốc ra. Sau đó cộng thêm một giá trị cho y, lúc này y bằng mấy? 1. 1 có nhỏ hơn 11 không? Chạy tiếp lại lốc ra 1, lại cộng lên cho đến mường y bằng 10. Có lốc ra không? Y bằng 10 có nhỏ hơn 11 không? Có. Lại lốc ra số 10, sau đó y cộng cộng lên y bằng bao nhiêu? 11. 11 có nhỏ hơn 11 không? Không. Không chạy nữa, thoát ra ngoài vòng. Được chưa? Không chạy nữa, thoát ra ngoài vòng. Thế vậy vì sao tôi để ở đây là bằng con số log ra ARRI, đã hiểu chưa? Vòng đầu tiên y bằng mấy? Không. Lốc ra ARR ở vị trí thứ y tương đương với ARR ở vị trí số 0 thì hiển thị ra mấy? 2. Đúng không? Tiếp theo cứ thế chạy. Có đúng là các phần tử nằm trong này không? Đúng chưa? Đó. Thì đây là cái vòng lặp để giúp chúng ta chạy qua các phần tử nằm trong mạng. Được chưa nhỉ? Cái này nó sẽ mở ra chúng ta rất là nhiều những cái bài toán khác nhau. Nhưng mà tiếp theo chúng ta, đây là một cái mảng cho trước. Nếu mà sau này tôi không biết cái mảng của tôi có bao nhiêu phần tử thì tính sao? Tính sao? Tôi phải có một cái tính chất, một cái thuộc tính nào đấy để, hoặc là một cái câu lệnh nào đấy để giúp tôi đếm được các phần tử trong mảng có bao nhiêu phần tử, đúng không? Thì chúng ta có cái này. Console log ra cái arr.len. Chúng ta coi xem nó ra cái gì. Len là gì? Độ dài. Độ dài của mạng này. Đúng là 11 không? Để tôi xóa bớt đi nhá. Để tôi xóa bớt cái 1, 2, 3 này đi. Ông mấy? 8 đếm nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng không? Len thì luôn luôn lớn hơn index 1 đơn vị. Được chưa? Len luôn luôn lớn hơn index 1 đơn vị. Xong chưa nhỉ? Đó. Cho nên tôi sẽ có cái gì? Vòng for và y bằng 0, y nhỏ hơn arr.len. Arr.len và console log ra arr. Như này thì luôn luôn hiển thị được cái các phần tử nằm trong mạng này, không bao giờ gặp lỗi. Đúng chưa? Nghĩ đi đã, xem có câu nào cần hỏi không? Nhớ. Ví dụ tìm những cái số nào là số chẵn trong mảng này hiển thị ra. Đúng không? Tìm những cái số là bội số của 3 hiển thị ra. Tìm những cái cặp số, tìm 3 số ở trong này có thể hình thành nên tam giác, lập ra. Xong chưa? Đủ nhiều bài toán nhá. arr.len là đếm số phần tử nằm trong mạng. Được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ hiển thị ra được các phần tử như thế này. Thế tiếp theo giải quyết bài toán này. Ví dụ ở đây tôi có sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đấy, ví dụ bằng này phần tử. Tôi bây giờ tôi muốn lọc ra những cái phần tử mà có nó là số lẻ thì giờ làm nào. Đây là phần tử được xét đến này. Thấy không? Phần tử được xét đến này. Làm sao để tìm được một số là số lẻ? Chia lấy dư cho 2 dư 1 đúng không? Rồi, thì chúng ta có câu if trong này. ARR ở phần tử thứ y phần trăm cho 2 bằng 1 thì nó là số lẻ chưa? Thì console log ra cái ARR ở vị trí thứ y hiển thị vào đây. Đúng không? Đúng là số lẻ chưa? Đấy. Đây là kết hợp giữa câu lệnh vòng lặp và lệnh gia nhánh. Được chưa?
Thì chúng ta đang giới thiệu vòng lặp nha, tí nữa chúng ta sẽ có những cái bài toán rất là hại não với cái vòng lặp này. Yên tâm, hại não hơn so với mớ cộng cộng trừ trừ lúc nãy. Nên là tha hồ, nếu mà thích khó thì sẽ có đủ khó. Được chưa? Xong chưa các bạn? Tiếp tục nhá. Chúng ta đang có vòng lặp, đây là vòng lặp biết trước số lần lặp này. Và đây là vòng for tiến. Được chưa nhỉ? Chúng ta tạm thời comment nó vào. Chúng ta có vòng for lùi nữa. Đến lúc này là y theo xem từ cái phần tử lớn nhất lùi xuống phần tử số 0 thì chúng ta sẽ có y bằng arr.len trừ 1. Arr.len bây giờ bằng bao nhiêu? 13 đúng không? Đấy, đến từ 1 đến 13 này thì nó là phần tử số 13 đúng không? Thì 13 trừ 1 bằng bao nhiêu? 12, 12 có phải là cái phần tử này không? Đúng nhá. Không, sao lại không? Đếm lại nào. Đây là bắt đầu phần tử index số 0, 1, 2, 3, 4 thì cái này chắc chắn phải là số 12 rồi. Đúng chưa? Thì và y lùi cho đến y bằng 0, y lớn hơn hoặc bằng 0 thì thôi. Có nghĩa là y nhỏ hơn 0 thì dừng, cái vòng lặp này sẽ dừng lại. Và sau mỗi vòng lặp y trừ trừ thì chúng ta sẽ có là arr ở vị trí thứ y. Bây giờ tôi tìm đến những cái số chẵn thì làm nào? If arr ở phần tử thứ y mà chia cho 2 bằng 0 thì con số log nó ra. Arr ở vị trí thứ y. Nhưng mà cái này nó khác với cái trước ở đâu? Cái trước là chạy từ 0 lên, là chạy từ chiều từ trái sang phải đúng không, tăng dần. Còn ở đây chúng ta chạy từ phải sang trái thì là chiều giảm dần đúng không. Các bạn chỉ nhớ chiều thôi chứ không phải nhớ tăng hay giảm đâu, bởi sau này cái mảng của chúng ta rất là lộn xộn, không biết số nào là số lớn, số nào là số nhỏ đâu. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có, đúng chưa, đúng các phần tử chưa? Đây là vòng lặp for lùi. For lùi. Xong như nhỉ? Tiếp theo chúng ta sẽ làm loạn cái mảng này lên. Cho một số bất kỳ vào đây. Rồi. Bây giờ bài toán sẽ ra như sau. Bài toán, các bạn làm loạn, cứ làm loạn linh tinh lên, miễn nó là số. Không nhất thiết là phải tăng dần hay giảm dần, nó làm loạn hết nó lên. Viết bừa vào. Các số viết bừa vào. Bây giờ bài toán sẽ là tìm số
tìm số lớn nhất trong mạng và hiển thị ra ngoài. Các bạn làm đi. Tìm số lớn nhất trong mạng. Tìm số lớn nhất cho con. Thank you.
Ok, xong chưa? Làm giống y xì như bài hôm trước, một câu lệnh hit và xong. Đi đi tư duy đi. Tôi chỉ có những mấy bài hại não thôi. Xong chưa? Đâu ai xong rồi ạ? Một người. Bài này dễ cực. Cho một cái biến mắt ở ngoài nó for chạy qua từng phần tử so sánh giá trị của cái biến mắt, nếu lớn hơn hoặc bằng cái biến mắt kia thì xét cái biến mắt bằng cái giá trị của phần tử đang được xét. Thế là xong. Sau ra ngoài vòng lặp for hiển thị cái giá trị của biến mắt, hết phim. Được thế nào?
Tao xong chưa? Ô hay nhỉ. Và max bằng 0 bằng for arr.len if arr ở vị trí thứ y lớn hơn hoặc bằng max thì max bằng arr ở vị trí thứ y. Thế vừa làm vừa tụng kinh kiểu gì cũng ra. Xong rồi console.log max xong. Yeah. Số lớn nhất đây là số bao nhiêu? 1231 đúng không? Chuẩn chưa? Đây tôi thêm vào đây là 1512 chẳng hạn. Chuẩn chưa? Trùng ngắn thế. Có gì khó đâu, bốn cái dòng không mà có gì đâu. Chúng ta vận dụng nó thế nào thôi. Tiếp nha. Tiếp này. Tìm số chẵn lẻ thôi. Số chẵn thì hiển thị là chẵn, số lẻ thì hiển thị là lẻ bên cạnh giá trị. Xong, làm đi. Viết ra giá trị của nó, xong rồi gạch ngang số chẵn, gạch ngang số lẻ là được.
Xong chưa? Không nhá. Nên mà không làm được thì nhục. Comment vào nha. Này là xong, như có gì đâu đúng không? Sao toàn lẻ vậy? Rồi, xong rồi. Xong chưa? Đấy là lấy số chẵn lẻ. Có muốn làm bài khó hơn không? Khó hơn nhá. Gợi ý trước này. Ở trong vòng lặp thì chúng ta có thể là sử dụng hai vòng lặp lồng nhau là chuyện bình thường. Yeah, có thể hai sử dụng hai vòng lặp lồng với nhau. Bây giờ coi này. Hoặc là dùng bất kỳ cách nào các bạn nghĩ được. À, để coi này. Từ, cái này thì hơi khó rồi. Ví dụ chúng ta sẽ làm cái mảng nó nhỏ hơn. Rồi. Đây không. Bây giờ tìm cho tôi các cặp yêu cầu. Tìm các cặp số có tổng bằng 10. Hiển thị các cặp số đây. Thế nó mới khó. Bao nhiêu cặp có tổng số bằng 10? 0 cộng 10 này, 1 cộng 9 này, 2 cộng 8 này, 3 cộng 7, 4 cộng 6, 5 bỏ qua. Đúng không? Giờ tìm các cặp số có tổng bằng 10. Thế nó mới cặp. Cái này phải là nên dùng hai vòng lặp lồng nhau thì dễ dàng hơn.
Không chưa? Đâu thế? Không làm được à? Xong chưa? Hả? Nhiều làm hết chứ, rồi là một cặp hiển thị hết tất cả các cặp ra. Nhìn cái gì? Quá là nhạt nhẽo luôn. Sao? Các bạn dùng hai vòng lặp for thì sẽ làm được.
khó quá. À? Chưa ai làm được à? Cần bao nhiêu phút? Thế có mỗi cái thằng của nợ cái nãy giờ nó làm bao nhiêu bài rồi? Nhìn cháu. Có cần gợi ý không? Gợi ý cách làm nhé. Phòng làm đầu tiên này. Phòng làm 1. Lấy phần được rồi. Thứ y. Xong chưa? Thứ nhất lên lên được thứ y. Xong phần thứ năng được xét. Tiếp theo tạo tiếp ra cái phòng làm 2. Mình là phòng làm này là phòng làm gì đi. Được chưa? Sau đó ở trong phòng làm 2 ít ARR ở vị trí thứ Y cộng với ARR ở vị trí thứ Z bằng 10 thì con số log này. Tất nhiên cái này còn thêm một cái điều kiện nữa là Y và Z khác nhau thì mình thấy thành cộng. Bởi vì có cả 5 ấy. 5 cộng 5 đúng không? Nhưng mà chúng 5 nó chỉ là một phần tử thôi. Được rồi nè. À về làm gì? Nháp thì không thể nháp. Rồi nghĩ ra rồi ra rồi. Cái ý vị là trong phòng lập thứ 2. Đúng rồi. Thank you.
Xong chưa? Đi cái cặp số. Cặp số phần tử thứ y và phần tử thứ y tổng cộng nó sẽ bằng tổng. Đúng không? Phải đáng như thế mà. Ừ. Thế. Đáng như thế. Xong giờ. Thế thì mày hãy check lại xem. Chưa nha. For đầu tiên.
for i bằng arr.len. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có for tiếp. Nhưng mà cái này là for gì? Gì? Đây cũng là gì? Đây vẫn là arr.len. Chúng ta tiến hành if i mà khác với gì? Và arr ở vị trí thứ i cộng với arr ở vị trí thứ g cộng vào bằng 10 thì console log arr ở vị trí thứ i cộng với bằng 10 này. Index i thử nhá. 0 cộng 10 10 này. 1 cộng 9 bằng 10 này. 2 cộng 8 3 cộng 7 4 cộng 6 6 cộng 4 7 cộng 3 2 cộng 8 9 cộng 1 10 cộng 0. Xong chưa? Đúng chưa? Đấy là các cặp số có tổng khoảng 10. Thì index của nó bên này 0, 10 à? Nó sẽ bị lặp. Nó sẽ bị lặp. Đây là chuyện bình thường. Chúng ta chưa có cái cách check ngược lại à, cách check xem là cái cặp nào đã tồn tại. Kệ nó thôi, không sao. Được chưa? Làm nữa không? Ngấy chưa? Còn nhiều lắm. Tiếp tục chúng ta sang cái lý thuyết tiếp theo. À, tôi sẽ cho bài tập về nhà, có thể làm luôn, còn các cái vòng lặp sau thì chúng ta
để làm sau vậy, học sau vậy, chứ không hôm nay nhiều quá đấy, không tiêu hóa được, không tiêu hóa được thì chết đấy, mệt phết đấy. À, để coi nè, thực ra với mấy cái này nó cũng chẳng có cái gì để mà làm. Hôm nay thứ mấy nhỉ? Năm, chúng ta còn có thứ buổi thứ bảy nữa đúng không? Để tôi coi xem có bài tập nào. Đây. Bài 1. Viết from. Để nhập một số nguyên. Tìm bội số của số đó với các số từ 1 đến 15. Sau đó tìm kết in kết quả ra màn hình một cái. Bội số là gì thì search lại đi, tôi không nhớ. Nhập một câu đếm số ký tự. Bài 2. Tôi sẽ modify đi, viết chương trình from để nhập một câu đếm số ký tự. Đây nhá, from này, from viết from bằng a. Đây đây, bài 2. Và a bằng from 1. From 1 này. Và b bằng from 2. Được chưa? Cái a này thì nhập câu này. Nhập câu. Đây nhập ký tự. Các ký tự, các bạn lưu ý này, để kiểm tra các ký tự nằm trong mảng đấy, nằm trong chuỗi ấy, thì chúng ta cũng for như bình thường nhé. Cũng for như bình thường để lấy các cái ký tự trong chuỗi. Kiểm tra xem có bao nhiêu ký tự B, ký tự ở biến B xuất hiện trong chuỗi A. Đấy là bài 2. Để xem còn kiếm vài bài nữa cho các bạn làm cho sướng. Đây là bài 3. Bài 3 là viết hiển thị các phép nhân và kết quả ở trong bảng kiểu trương. Viết bảng kiểu trương. Làm gì mà thất vọng vậy? Dễ quá. Bằng kiểu trước của cấp 1 mà. Rồi. Đây, 3 bài này.
tôi sẽ up lên nhá. Chưa về đâu, còn 15 phút nữa. Bài này bài bao nhiêu nhỉ? 14. Học cái này là chậm ấy. Anh chả chậm.